tổng hợp 9 cách diệt quỷ đặc biệt trong Kimetsu no Yaiba. Yo, xin chào 500 anh em Weebu Never Die đã quay trở lại với kênh của mình. Khi nhắc đến thanh gươm diệt quỷ, người ta sẽ nhớ ngay đến các kiếm sĩ với những màn combat đã mắt, đốt cháy cả tỷ bạc một tập phim trên anime. Hiệu ứng từ Nhật Luân Kiếm cộng với chiêu thức các loại hơi thở đã trở nên quá nổi tiếng với bạn đọc. Anh em nào vừa xem qua ác phố đèn đỏ, nhìn âm trụ Uzui Tengen và thượng lục Gyutaro đánh nhau thì có đồng ý nó phê tới tận nóc nhà không? Để giết được một con quỷ, cắt được thủ cấp của chúng bằng Nichirin là thứ cơ bản nhất. Tuy vậy, còn có rất nhiều cách khác từng xuất hiện trong manga mà đôi khi anh em chúng ta không để ý đến. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại một số phương pháp có thể hạ được lũ quỷ. Đặc biệt, dù có mạnh top server như Muzan thì cũng không thể tránh khỏi trăm phương ngàn kế của sát quỷ đoàn. Ok, ngay bây giờ thì xin mời anh em đến với tổng hợp 9 cách diệt quỷ bá đạo trong Kimetsu no Yaiba. Let's go! Một, Nhật Luân Kiếm. Cách dễ dàng nhất để hạ sát một con quỷ đó chính là sử dụng thanh Nichirin. Nhật Luân Kiếm được rèn bởi các thợ rèn có tiếng, mài giũa bởi loại quặng hấp thụ ánh sáng mặt trời, thứ kỵ dơ với loài quỷ. Đây cũng là vũ khí chiến đấu chính của sát quỷ đoàn. Hầu như đại đa số các kiếm sĩ đều sử dụng Nichirin nhằm kết liễu quỷ dữ. Do được tôi luyện từ ánh nhật dương, Nichirin sở hữu sức mạnh có thể khiến cho bọn quỷ cảm thấy sợ hãi. Chỉ cần cắt được thủ cấp xuống, coi như là cơ thể bất bại của chúng sẽ không thể phục hồi. Tuy vậy, không phải ai cũng đủ mạnh để sử dụng Nhật Luân Kiếm. Genya, Shinobu và một số kiếm sĩ khác phải dùng tới nhiều cách để chiến đấu với loài quỷ. Nhìn chung, vũ khí này vẫn là thứ dễ dàng và phổ biến nhất, nhưng tất nhiên không phải là loại tốt nhất nếu nói về độ sát thương và công phá. Thậm chí cặp chùy sắt, rìu sắt của nham trụ Gyomei còn mạnh mẽ hơn. Tùy thuộc vào trình độ của người thợ rèn, Nhật Luân Kiếm sẽ có độ cứng hoặc là mềm dẻo khác nhau. Bên cạnh đó, nếu một kiếm sĩ mặc quá yếu, những con quỷ mạnh cấp độ thượng huyền sẽ dễ dàng bẻ gãy vũ khí chiến đấu của họ. Thế nên, không phải cứ cầm Nichirin trên tay là có thể hù ma dọa khỉ được. 2. Ánh mặt trời. Ánh nhật dương là thứ đã ám ảnh chúa quỷ Muzan suốt hơn 1.000 năm. Vì liều thuốc hóa quỷ, hắn ta bị nguyền rủa mãi mãi không thể đi lại dưới ánh sáng mặt trời. Chỉ cần bước ra khỏi bóng râm, cơ thể loài quỷ sẽ bị đốt tan thành mây khói. Dựa vào điểm yếu này, các kiếm sĩ của sát quỷ đoàn nếu không thể lấy đầu của chúng thì sẽ chuyển sang biện pháp gián tiếp, giờ ánh mặt trời để thiêu đốt đến chết mới thôi. Con quỷ đầu tiên mà Tanjiro giết chính là nhờ cách này. Cậu đã buộc nó thật chặt vào thân cây chờ mặt trời lên để siêu thoát cho linh hồn của nó. Trong trận chiến với Thượng Tam Akaza, viêm trụ Rengoku cũng sử dụng biện pháp này nhằm giữ chân anh Tam đến khi bình minh. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng và Akaza quá mạnh, mặt trời chưa kịp ló dạng thì con quỷ thượng huyền đã tẩu thoát. Thậm chí, một kẻ như chúa quỷ Muzan cũng không tài nào thoát khỏi được lời nguyền này, dù bản thân hắn đã sống hơn 1.000 năm. Ở trận chiến cuối cùng tại dinh thự Mê Cung, hắn ta chết vì ánh sáng mặt trời thiêu đốt toàn bộ cơ thể. Duy chỉ có hai trường hợp hy hữu là quỷ nhưng vẫn đi lại dưới ánh sáng mặt trời, đó chính là Nezuko và người anh trai Tanjiro. Cả hai tiến hóa đến độ miễn dịch với sự nguyền rủa của tự nhiên. 3. Độc hoa tử đằng. Nói về sử dụng độc để giết quỷ, ngoài Tamayo, trùng trụ Shinobu thật sự là một bậc thầy. Cô là trụ cột duy nhất không thể tự tay lấy thủ cấp của một con quỷ bởi vì cơ thể có phần yếu ớt. Thay vào đó, thanh Nichirin của trùng trụ được thiết kế có móc câu để tẩm độc hoa tử đằng nhằm làm tê liệt và khiến cho lũ quỷ đau đớn. Với một lượng nhỏ độc dược có thể đánh bại được những con quỷ cấp thấp hoặc ít nhất khiến hạ huyền và thượng huyền bị suy yếu. Ở trận chiến với thượng nhị Duma, Shinobu đã ngấm mình trong 37,5kg độc hoa tử đằng, tận dụng tính tham ăn của đậu má để tạo thời cơ cho hai kiếm sĩ trẻ tuổi kết liễu hắn. Cho đến nay, hoa tử đằng vẫn là cái gì đó mà lũ quỷ không thể chạm vào. Chúng sẽ không bao giờ xuất hiện ở nơi loài hoa này được trồng. Vì vậy, rất nhiều sát quỷ nhân chiết xuất độc của loài hoa này vào vũ khí chuyên dụng nhằm khống chế lũ quỷ tốt hơn. Mới đây, ở phần kỹ viện trấn, những thanh kunai mà gia đình Uzui sử dụng thật sự đã phát huy rất tốt công dụng của nó, khiến cho thượng huyền lục Gyutaro bị suy yếu khả năng hồi phục, dẫn đến thất bại. 4. Thuốc nhân hóa.
không phải ai cũng có thể nghiên cứu để chế tạo ra những loại kịch độc dành riêng cho loài quỷ. Mặc dù từng là trợ tá số 1 bên cạnh Ngu Gian, ấy thế nhưng vì quá cay cú ông sếp suốt ngày giết người uống máu, ngay khi thoát khỏi sự kìm hãm bởi lời nguyền nhờ vào sự xuất hiện của Yorichi, Tamayo đã tẩu thoát và lẩn trốn tìm cách trả thù chúa quỷ. Là một bác sĩ, hàng ngày cô mày mò nghiên cứu, tìm tòi cách thức để khiến cho Muzan phải trả giá. Và khi Tanjiro đến tìm cô nhờ cứu giúp người em gái Nezuko, nữ y sĩ quyết định tạo ra loại thuốc có thể biến quỷ trở lại thành người. Nhờ có những giọt máu cấp thượng huyền mà thằng Tan cung cấp, Tamayo tiến gần đến việc không tưởng ấy. Sau cùng, liều thuốc nhân hóa mà Nezuko sử dụng bắt đầu phát huy hiệu quả. Đó cũng là lúc chứng kiến sự thoái trào của chúa quỷ Kibutsuji. Tamayo gài bẫy khiến hắn dính phải loại kịch độc mang ba tác dụng. Một trong số này là nhân hóa, dần dần biến Muzan trở lại thành người, đồng nghĩa với việc hắn sẽ suy yếu và mất đi từ từ sức mạnh huyết quỷ thuật. Nếu thuốc này dùng cho các con quỷ yếu hơn, có lẽ tác dụng sẽ diễn ra nhanh hơn. Nó không thật sự mang mục đích giết chết loài quỷ. Tamayo đã chế tạo ra loại thuốc nhân hóa nhằm trả lại quy luật sinh lão bệnh tử thiêng liêng mà con người nào cũng xứng đáng được nhận. Tuy vậy, nó thật sự có thể triệt tiêu một con quỷ khi ngấm vào cơ thể. Về sau, nguyên liệu để chế tạo ra loại thuốc đặc biệt này không còn nữa khi các thượng huyền và chúa quỷ đều đã tử trận. 5. Thuốc lão hóa. Giống như thuốc nhân hóa, thuốc lão hóa cũng là thành quả đáng tự hào mà Tamayo đã phát minh để đánh bại Muzan. Tác dụng của nó có phần hơi khác cũng như là tàn bạo hơn, biến cơ thể loài quỷ già lên theo cấp số nhân. Nữ bác sĩ biết rằng quỷ không bất tử như cách chúng quỷ, hoàn toàn có tuổi thọ. Chỉ có điều kéo dài gấp hàng trăm lần con người mà thôi. Khi Muzan trúng phải kịch độc này, hắn bắt đầu già đi, tóc trắng bệch ra, ảnh hưởng tuổi tác dần dần hiện rõ trông thấy. Bằng chứng là sức mạnh, tốc độ và khả năng cảm nhận của hắn yếu đi, vừa đủ để Tanjiro và các trụ cột chiến đấu một cách song phẳng. Theo đó, Muzan đã già đi 9.000 tuổi, sắp chạm tới giới hạn tuổi thọ. Và khi vượt cột mốc đó, hắn sẽ chết chứ không bất tử nữa. Đây là một biện pháp cực kỳ hữu hiệu khi chiến đấu với quỷ. Chỉ cần chúng trúng độc, tự khắc không cần đánh vẫn sẽ thắng vì cơ thể của chúng sẽ dần bị bào mòn bởi thời gian. Bên lề một chút, nếu anh chị em nào muốn không bị lão hóa quá sớm và chậm già thì nên đi ngủ trước 11 giờ đêm đi nhá. Ngày ngủ đủ 8 tiếng nữa. Đừng như hát, mắt thâm quầng chẳng ai thương đâu. 6. Nguyên ấn chúa quỷ. Đôi lúc không cần các kiếm sĩ phải diệt quỷ bằng nhật luân kiếm hay là ánh sáng mặt trời, có một cách mà ít người biết đến. Vì mọi con quỷ đều bắt nguồn từ dòng máu của Muzan, và với bản tính ngông cuồng đế vương của hắn, Muzan đặt ra một nguyên ấn khiến cho tất cả con quỷ dưới trướng đều phải quy phục. Để thể hiện sự kính trọng, bọn thuộc hạ bao gồm cả thượng huyền và hạ huyền đều bị cấm nói ra tên của chủ nhân. Chỉ cần vô tình xuất khẩu cái tên Muzan, con quỷ đó sẽ bốc hơi trong vòng một nốt nhạc. Biết được điều này, Tamayo đã gài bẫy Susamaru, tức quỷ cầu, khiến ả buột miệng nói ra đích danh chúa quỷ. Và ngay sau đó, cơ thể của ả nổ tung trong cơn đau đớn tột cùng. Bí mật này chỉ có loài quỷ mới biết, thế nên chúng ta không thấy các kiếm sĩ sử dụng chiêu trò đó. Dù sao, đây cũng không phải là cách quá hay để tiêu diệt quỷ. Làm như vậy sẽ mất đi thanh danh kiếm sĩ sát quỷ đoàn. Tất nhiên, không phải con quỷ nào cũng dễ dàng mắc bẫy. Nó phụ thuộc vào hai yếu tố như sau. Đầu tiên, người gài bẫy phải thật sự khôn khéo, nắm rõ yếu điểm kẻ địch. Thứ hai, con quỷ đó có tâm lý không được vững. Chứ tầm thập nhị nguyệt quỷ, chiêu này thì gần như là vô tác dụng. 7. Sức mạnh của Muzan. Quỷ có thể giết người vô số, nhưng đại kỵ giữa chúng không có cách nào giết hại lẫn nhau. Đó là quy tắc trường tồn 1.000 năm nay. Chúng có thể đánh nhau đến không còn bộ phận nào trên cơ thể, sau cùng thì cũng sẽ hồi phục lại như ban đầu. Cá biệt, trường hợp của Nezuko trực tiếp tác dụng vào khả năng phục hồi của các con quỷ khác, nhưng chưa bao giờ cô bé chứng minh mình giết được chủng loài này. Con quỷ duy nhất có thể búng tay bay xác mọi con quỷ dưới sự kiểm soát chính là Muzan. Như đã đề cập, trước khi giúp con người trở thành quỷ, hắn sẽ lập ra khế ước, sức mạnh đổi lấy sự nô bộc. Nếu dám cãi lời, sẽ chết chưa đầy một giây. Thực tế chứng minh rằng Muzan có sở thích khá là đặc dị. Chỉ cần cảm thấy gai mắt đứa nào là tiễn ngay về suối vàng mà không chút do dự. Ở cuộc họp các hạ huyền, sau cái chết của hạ huyền Ngũ Rui, chúa quỷ tiễn 4 trong 5 đứa còn lại ra đi trong nhẹ nhàng. Thậm chí, thượng tam Akaza cũng từng chịu sự trừng phạt của quỷ nhân.
Thế mới thấy top 1 thách đấu server Monster nó bá đạo như thế nào. Thích làm gì thì làm, éo có ai mà ngăn cản nổi. 8. Hồi tưởng quá khứ. Vâng, làm sao có thể bỏ qua một trong những cách tiêu diệt lũ quỷ thuộc dạng đỉnh cao nhất. Hai trong số 3 thượng huyền mạnh nhất đã chết với cùng một cách thức, đó là nhớ về quá khứ. Nhiều người đánh giá rằng từ thượng tam trở lên, việc trụ cột solo 1-1 gần như là không có cơ hội chiến thắng. Vậy làm cách nào mà các Hashira hạ được họ? Đầu tiên, Akaza hy sinh khi vợ anh xuất hiện yêu cầu đoàn tụ gia đình. Là một người thương vợ hơn chính bản thân, làm sao mà anh ta dám cãi lời nóc nhà của mình được? Lúc đấy, Akaza có thể tự hồi phục cái đầu bị mất, nhưng anh chấp nhận buông xuôi tìm về nơi cực lạc để tìm cảm giác thanh thản bên gia đình. Cụ nhất của Kushibo cũng vậy. Hơn 400 năm trôi qua, lần đầu tiên soi gương, ai ngờ cũng là lần sau cùng, cụ nhìn thấy gương mặt thật gớm ghiếc của mình. Tự kỷ vì không thể trở lại quá khứ hào hùng khi còn là kiếm sĩ, tự ti vì bản thân nhu nhược để biến thành một con quỷ xấu xí, mất đi danh dự gia tộc. Kokushibo chấp nhận đứng yên để các trụ cột làm gỏi. Cụ đi chân lạnh toát. Chỉ có cách này là hạ được hai thượng huyền, chứ ở cái tầm tự hồi phục thủ cấp thì biết bao giờ Hashira mới có cơ hội hạ được họ, đúng không anh em? 9. Genia. Ở vị trí cuối cùng là một cái tên phải nói là thuộc vào tuyếp có 102 trong sát quỷ đoàn. Đảm nhiệm vai trò kiếm sĩ, nhưng vũ khí chiến đấu chính của Genia lại là một khẩu súng lục. Cậu thừa nhận bản thân quá yếu để sử dụng Nichirin chiến đấu. Thay vào đó, em trai Sanemi được trời phú cho khả năng tiêu hóa và hấp thụ cực tốt. Có thể sơi một con quỷ rồi tận dụng sức mạnh của nó trong thời gian ngắn. Đây chính là cách mà Genia vật lộn vượt qua bài thi cuối cùng. Cậu đã ăn những con quỷ mình gặp trên đường. Nói không ngoa thì thanh niên này bất bại nếu đối thủ không phải cấp quá cao. Lần đầu biết về sức mạnh kỳ lạ của cậu nhóc, rất nhiều người trông chờ vào sự tỏa sáng của Genia khi chiến đấu các thượng huyền. Thực tế chứng minh với việc là con người nhưng sử dụng được huyết quỷ tuyệt kỹ. Em trai phong sẹo đóng góp rất nhiều vào chiến thắng vẻ vang hạ gục hạ tứ Hantengu tại ngôi làng của những thợ rèn. Tại dinh thự mê cung, cậu cũng gián tiếp làm cho cụ nhất Kokushibo cảm thấy tự nhục, dẫn đến cái chết. Nhưng đổi lại, Genia trả giá bằng chính mạng sống của mình ngay sau đó. Ok, trên đây là video tổng hợp 9 cách tiêu diệt loài quỷ đặc biệt nhất trong Kimetsu no Yaiba. Không biết là có còn thiếu cách nào không anh em nhở? Bạn nào nhớ thì bổ sung bằng cách comment bên dưới giúp át nhá. Và rồi, như thường lệ thì sau đây sẽ là phần dành cho fan cứng của Weebu Never Die. Chúng ta cùng đến với 3 chiếc comment may mắn nhất. Đầu tiên là bình luận của bạn Jotaro Kuzo. Fun fact, voice actor của Kaguya là same với Kira Yoshikage. Cảm ơn bạn đã cung cấp một thông tin rất thú vị nhá. Bình luận thứ hai của bạn Thủy Phạm. Anh làm về top những con trai trong Kimetsu no Yaiba đẹp nhất đi ạ. Tính ra thì sắp lên video luôn rồi đấy. Anh em nhớ chờ đón nhá. Đảm bảo là thỏa mãn cơn mê trai của các chị em. Và cuối cùng là bình luận của bạn Lê Khánh. Chúc anh Weebu sớm được 100.000 sub. Còn có tí xíu nữa thôi. Nào nào, anh em tôi đâu hết rồi ta? Đừng quên để lại comment của anh em bên dưới để có cơ hội lên TV trong số tiếp theo. Ấn nhẹ một like, đăng ký kênh cùng với bựa trụ Weebu dính nút bạc về trưng anh em ơi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo vào ngày mai. Bye bye!